Rồi ở đây mình đang có một cái máy tính chạy cái Windows 10 chuẩn là Legacy chứ không phải là UEFI các bạn nha. Thì uh, các bạn hỏi mình là bây giờ muốn cài cái Windows 11 bằng cái USB boot và cài lại Win của mình á. Uh, theo cái chuẩn là Legacy chứ không phải UEFI thì cài làm sao? Các bạn mở trình duyệt lên, các bạn truy cập vào website www.chudangfu.net đây là website của mình thì ở trên đây mình có để à, những cái bộ giáo trình về cài đặt máy tính à, và mình để giá sẵn dưới đây luôn rồi các bạn nhé mình có những cái sản phẩm như là ổ cứng SD 240G đã cài sẵn Windows 7, Win 10 hoặc là Win 11 các bạn muốn cài theo chuẩn nào thì các bạn cứ nói cho mình biết à, có USB boot để cứu hộ cũng như cài Win giá 450 ngàn hoặc là USB có chứa những cái bản Ghost À, Windows 7 Windows 10 Windows 11 cái giá cũng 450 trăm 000 luôn cùng với lại cái dịch vụ à, cài Win hoặc là phần mềm online à, phí là 200.000 thì các bạn có nhu cầu về bất cứ những sản phẩm nào ở trên đây của mình thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo ở trên đây các bạn nhé thì à, mình làm việc từ thứ hai đến thứ bảy còn à, ngày lễ và chủ nhật thì à, mình không làm các bạn nhé khi muốn mua bất cứ sản phẩm nào mà bạn quan tâm thì bạn chỉ việc là bấm vào sản phẩm đó. Ví dụ như bạn muốn mua bộ giáo trình cài đặt máy tính này của mình, giá là 500 ngàn, bạn chỉ việc là bấm vào cái biểu tượng này. Nó sẽ đưa bạn đến một cái website thế này. Thì bạn chỉ việc là trả phí qua các hình thức, ví dụ như là chuyển khoản qua ngân hàng, đây là số tài khoản của mình ha, hoặc là qua Momo, hoặc là qua PayPal, tất cả đều ok hết các bạn nha. Khi các bạn chuyển khoản xong, các bạn chụp hình lại à, màn hình À, giao dịch các bạn chuyển khoản cho mình và mình sẽ à, gửi link cho các bạn tải những cái buổi đấu trình này về hoặc là để mình sẽ gửi cho các bạn những cái sản phẩm ví dụ như là OSD hoặc là USB nếu như các bạn đặt mua những cái sản phẩm này của mình nhé. Ok cảm ơn các bạn đã quan tâm đến sản phẩm của mình. Thì à, khi mà nhận được cái USB của mình á, các bạn mở ra này. Các bạn thấy là ở trong đây cái uh, phần vùng mà có số điện thoại mình này mở ra thì vẫn là cái thư mục win và các bạn vẫn thấy cái uh, thư mục có tên là win11fu này bạn mở ra có cái file install.wim. Cái file install.wim này ấy, bạn có thể cài được hai chuẩn luôn, vừa legacy vừa UEFI, bạn cài chuẩn nào cũng được hết nha. Rồi. Nếu bạn không thích cái file này của mình, cái file này là cái file mà mình đã tích hợp phần mềm rồi. Nếu bạn không thích bạn có thể dùng cái file iso gốc ở đây cũng được, cài UEFI hoặc legacy đều được hết ha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy lại và mình sẽ cho nó boot vào cái USB này và mình cũng sẽ cài cho các bạn coi. Thì uh, mình sẽ gọi cái boot menu lên nha, khởi động máy lại và gọi boot menu lên này. Rồi đây là cái boot menu trên máy của mình. Thì để cài theo cái chuẩn là legacy thì mình sẽ chọn xuống cái dòng Lexa, không có chữ UEFI các bạn nha. À, không có chữ UEFI thì chúng ta sẽ boot vào cái chuẩn legacy. Rồi nhấn Enter Nó cũng ra được cái menu của Ventoy thế này Thì đầu tiên mình cũng sẽ cho nó bút vào cái dòng Ampere luôn Enter Rồi nó đã vào được bên trong cái bộ cua cool Ampere Thì à, đầu tiên ấy, các bạn cũng mở cho mình phần mềm là AOMEI Partition Assistant này lên này Vòng tròn màu xanh màu đỏ này Đấy, Mở lên Rồi các bạn cũng tiến hành là format đi cái phân vùng cài win cũ để hộ cho mình chẳng hạn ví dụ như ở đây mình có tới hai uh, phân vùng ba phân vùng thì uh, cái phân vùng này là để mình chứa dữ liệu này đặt tên là dữ liệu cũ thì uh, cái phân vùng này các bạn cứ để im đây nha các bạn chỉ format cái phân vùng mà cài cái win cũ lên thôi Đấy, nếu mà các bạn không biết nó là phân vùng nào các bạn phải vào bên trong cái disk PC này bạn kiểm tra xem cái phân vùng mà cài win cũ nó tên là gì nếu chưa có tên thì các bạn đặt tên cho nó để chúng ta biết được nha. Ở đây thì mình đặt tên là Windows rồi, cho nên là mình chỉ việc là chuột phải vào đây và mình chọn là Format Partition. Rồi, giữ nguyên hết này, nhấn OK. Rồi, sau đó các bạn nhấn Apply, nhấn Proceed, nhấn Yes, nhấn OK. Đấy, vậy là chúng ta đã xóa đi nguyên cũ rồi. Rồi, tất cả cái này giữ nguyên hết, các bạn nhấn tắt này đi nha. Các bạn cũng mở cho mình cái thư mục user tool đã desktop ra các bạn mở cho mình cái win anti setup chạy cái win anti setup lên rồi tắt lại đi nha cái dòng đầu tiên bạn bấm vào search bạn tìm đến cái usb của mình này nếu như bạn muốn cài cái bản win mà mình đã tích hợp sẵn phần mềm thì bạn vào thư mục win bạn mở cái win 11 ra này fu rồi bạn chọn cái file install trong win còn nếu bạn không thích cái file này của mình thì bạn có thể à, cài bằng cái à, file show gốc Win11 ở đây cái nào cũng được hết các bạn nha rồi tiếp tục cái chỗ này nó kêu bạn là tìm ổ đĩa C đúng không mình sẽ search mình tìm ổ đĩa C này lăn chuột xuống đây ổ C là system này chọn nó nhấn select folder tiếp tục chỗ này là nó kêu chúng ta là tìm cái phân vùng để cài Win lên đấy bấm search này thì bạn chọn vào cái phân vùng mà lúc nãy chúng ta vừa mới format xong đó thì ở đây mình đặt tên là window rồi này chọn nó select folder tất cả những cái này giữ nguyên hết các bạn nhấn setup các bạn nhấn ok và chúng ta lại ngồi chờ nó chạy các bạn nhé sau khi nó chạy xong thì chúng ta lại tính tiếp sau khi mà nó chạy xong nó hiện lên cái bảng này á thì đối với cái chuẩn legacy các bạn hãy rút cái usb ra trước khi các bạn nhấn vào cái nút reboot này nha à, legacy thì các bạn hãy rút cái usb ra rồi sau khi rút cái usb ra xong bạn nhấn vào nút reboot đây cho nó khởi động mới lại và nó tiếp tục cài nếu nó hiện lên cái menu này á có nghĩa là nó đang nhớ cái windows cũ của chúng ta các bạn cứ để mặc lên cái dòng đầu tiên và bạn nhấn enter nhé để cho nó tiếp tục cài rồi đến bước này thì chúng ta cũng cứ làm theo hướng dẫn nha các bạn cũng hãy rút dây mạng và đừng kết nối wi-fi để cho nó chạy cho nhanh nha rồi lăn xuống chọn việt nam này yes us ha yes skip này đi ở đây các bạn đừng kết nối internet nha i don't have internet này continue with the setup accept các bạn cho tên vào nhé ví dụ mình cho là MSI này rồi, next next cái password tắt hết những cái mục này đi các bạn rồi chọn accept chờ một tí sắp vào win rồi các bạn Ok nó đã vào tới Windows Bây giờ các bạn có thể cắm dây mạng vào được rồi Rồi sau khi mình cắm dây mạng vào xong thì các bạn thấy là nó đã nhận các mạng rồi nè Đó thì bây giờ các bạn cũng làm cái việc là kiểm tra xem driver đã nhận đủ chưa Đó cũng chưa nhận đủ đúng không Nếu chưa đủ thì các bạn cũng sẽ tiến hành là vào setting Rồi vào Windows Update Rồi cho nó kiểm tra nó cập nhật tất cả những bản cập nhật mới nhất của Windows 11 cũng như là tất cả những driver còn thiếu nó tải về và nó tự động nó cài hết cho các bạn. Đó. Thì cái bản Windows này nó cũng giống như là cái video trước mình cài uh, UFI thôi, nó cũng cùng một bản nhưng mà mình cài cái chuẩn Legacy để các bạn có thể tham khảo ha. Đấy, nó đơn giản thôi, các bạn nhìn này, đây là cái Win theo chuẩn là uh, Legacy các bạn ha. Còn video trước nó là UFI thì legacy thì bạn thấy là nó không có cái phân vùng là EFI nó chỉ có phân vùng là system này thôi nó không có phân vùng EFI các bạn nha đó rất là đơn giản vậy đó rồi ok các bạn nha